Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật kêu để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thế Hiếu, năm nay em 24 tuổi, em đang làm phiên dịch viên tiếng Nhật. Rồi còn em? Dạ em là Tấn Phát, em 26, đang kinh doanh ạ. Phát với Hiếu như vậy một bên kinh doanh bên phiên dịch, vậy thì cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Dạ tụi em học chung trường cấp 3 với nhau ạ, nên biết nhau học ở quê. Lúc đó em học lớp 11, còn ảnh học lớp 12, thì em là chủ động cầm cưa, em thần tượng ảnh. Sau đó thì em mới viết thư, em tán ảnh. Viết lá thứ nhất thì ảnh không trả lời, thì sau đó em mới viết lá thứ hai, ảnh không đồng ý. Thế là em thất vọng, em xé lá thư và sau đó em không viết nữa. Nhưng mà em vẫn tiếp cận ảnh. Hàng ngày em có hai con đường đi học, nhưng lúc nào em cũng chọn đường xa hơn để hàng ngày để được đi qua nhà ảnh, để được nhìn ảnh. Nhưng mà ảnh không biết em ai luôn. Lý do gì mà em lại thần tượng bạn như vậy? Không hiểu. Ảnh hát rất là hay, ảnh học cũng rất là giỏi. Mọi người có muốn nghe anh hát không? Chính xác luôn em. Chứng minh liền nha. Em hát một chút xíu thôi. Xíu thôi. Cảm ơn các vị. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt cứ đi kiếm tìm nhau. Rồi kiếm tìm rồi đó. Đúng rồi kiếm tìm. Rồi bao lâu thì em mới tiếp cận được cái người em yêu? Mãi đến mấy năm sau luôn ạ. Em đi học Hà Nội, ảnh học Sài Gòn. Sau đó là em vẫn xin cái số điện thoại của bạn hồi đưa thư với em. Là xin lại số điện thoại, ảnh nhắn tin gọi điện mãi luôn. Rồi chỉ được có 2 tháng sau đó cũng cắt luôn. Tới 2 năm trời. Rồi lúc em học năm 3, ảnh học năm 4 thì về quê hai đứa mới gặp lần đầu tiên. Lúc mà lần đầu tiên em thấy mặt vợ em, cảm xúc em sao? Lúc mà em gặp vợ em lần đầu tiên ấy, thì nàng người đâu mà đẹp dữ vậy. Em bất ngờ luôn. Và hồi đấy là nàng mặc cái váy trắng mà nhìn tinh khôi lắm, da trắng, môi hồng, rồi đặc biệt là cái nụ cười á, cười nhẹ thôi, nhưng mà lúc đó là em chưa bao giờ gặp một người nào đẹp như vậy cả. Ủa nhưng mà lúc đó là đâu có biết cô này 7 năm cưa cẩm em đúng không? Dạ biết chứ. Trong lúc mà em gần về Tết ấy, thì em lục cái danh bạ ấy, thì em muốn xóa những cái số cho kết thúc năm cũ đi. Thì tự nhiên thấy cái số của hồi đó em ghi là bé Hiếu. Em mới điện thử nhá máy thử thôi, xem nếu mà không có liên lạc được thì em xóa luôn. Nhưng mà liên lạc tự nhiên bắt máy, tự nhiên thấy run. Cảm xúc lúc đó để nhường cho vợ em chứ. Rồi sao Hiếu? Lúc đó em sung sướng, em vỡ hòa, giống như một cơ hội mà em hiểu tượng trời sao rơi xuống vào đúng vào em. Ừ, nghĩa là bao lâu rồi hai đứa mới chính thức yêu nhau? Sau đó đêm giao thừa em vẫn quyết định tỏ tình thêm một lần nữa. Em mới nói là sang năm mới em hy vọng có một điều mới, em sẽ là người yêu của anh. Nhưng mà anh vẫn từ chối. Cái xong quyết định là em dừng lại, em không tán tỉnh, không liên lạc gì nữa. Mấy ngày sau anh chủ động liên lạc với em. Nghĩ là nếu mà mình mất đi cái cơ hội tìm hiểu cô này á, thật sự là quá phí đi. Mình sẽ ân hận đây. Lại nghĩ lại trong người mình chẳng có cái gì hết. Vừa không có điều kiện, vừa không có tiền bạc cái này kia, mà lúc đó là em sợ lắm luôn, nhưng mà thôi kệ, mình thử tiếp cận cô, thử xem, tìm hiểu thử xem. Rồi sau đó là vẫn là kẻ bắt người nam. Mới tỏ tình sau 3 ngày thì ảnh vô Sài Gòn, em ra Hà Nội, nước mắt đầm đìa luôn. Xong rồi ra đó hai đứa yêu xa mất năm trời. Có nghĩa là sau một năm thôi đúng không? Tụi em gặp nhau đâu? Tụi em gặp nhau đâu? Ảnh tốt nghiệp xong ảnh ra luôn Hà Nội. Ra Hà Nội luôn. Ra Hà Nội với em luôn. Mà hai đứa ở chung nhau? Dạ có. Là có nghĩa là sống thử đó phải không tụi em? Nói đúng chưa? Tụi em sống với nhau 2 năm. Cái giai đoạn mà các bạn sống thử với nhau như vậy thì có khó khăn gì không? Cả cái thời gian mà đấy, nói chung là vấn đề tiền bạc là vấn đề lớn nhất của vợ chồng em. Cảm giác rất khó, rất khó để hòa nhập với cái môi trường miền Bắc, mà đặc biệt ở Hà Nội nữa. Chi phí thì cao, lại khó xin việc. Thời điểm đấy là vợ chồng em 2-3 tháng đầu là sống trong cái cảm xúc mà yêu đương như vỡ hòa vậy, nhưng mà sau đó thì lại cũng nhau gánh cái nỗi lo rất là lớn. Vậy thì bây giờ tụi em vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó như thế nào để làm sao để cải thiện những cái buôn bán cái gì thêm? Sau một thời gian thì ảnh làm kinh doanh tự do tại nhà, nên là nó bắt đầu bây giờ ổn định. Em ra thì em đi xin việc ấy, thì lương thấp rồi mà không đủ tiền chi phí xe cộ đi lại, thì em mới nghĩ làm thời gian. Hồi đấy ngoài Bắc á, là nó có cái phong trào bán trà chanh, trà đá rất là nổi luôn ngay thời điểm đó. Dạ đúng rồi. Em thì em thấy ồ xong thấy người ta làm nhiều thế, mình thử làm thử xem. Nó bán thử với một đứa em, thì hai anh em bán thì cũng được, những cái giới mà giới kiểu đi chơi buổi tối cái này kia là bắt đầu người ta hay tán tỉnh. Lúc đó là vợ em cũng có phụ với em lúc đó là vợ em bán, vợ sinh thì bán trà chanh là đúng luôn đó.
Nhưng mà em thì em thấy cái cảm giác khó chịu quá. Đúng. Ý là ghen gì, nói thẳng là em khó chịu gì là chắc ông này cũng ghen quá cho nên dẹp tiệm. Dạ, đúng rồi, ghen rất nhiều cho anh. Tại vì những người ở ngoài Bắc mà đặc biệt Hà Nội, con trai nói chuyện rất ngọt vậy ạ. Ngọt lắm. Tán sao mà chịu không nổi vậy? Em làm lâu chưa? Rồi em có bạn trai chưa? Dạ. Nên là thôi, em kêu thôi thà mất vậy mất đi, tiền hơn mất vợ. Bán xe cho anh. Em dẹp bỏ hết, dẹp luôn. Chị hỏi vợ nè, cái thời điểm đó mấy cái người mà tán tỉnh em á, dạ, có nhiều đại gia không? Nhiều con nhà giàu không? Dạ có. Trời ơi, nhà giàu nhiều lắm. Dạ, mà có đẹp trai không? Dạ có đẹp trai. Phong độ. Dạ. Lý do gì mà em không lạc lòng vậy? Tại vì em thương ảnh lắm. Cảm giác không thương được người khác, cảm thấy ai cũng không bằng ảnh. Vậy là cái tình yêu đó tới bây giờ sau khi cưới vẫn còn giữ được không? Dạ, lại nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa, quá tuyệt vời. Tình yêu bình vững. Bình vững. Còn em sao? Em có vậy không? Dạ có chứ. Vậy là bây giờ tụi em lấy nhau đâu còn gì mà vỡ mộng, là vỡ mộng về nhau đúng không? Không có gì. Sao chất quá vậy trời. Thôi vậy vẫn phải là đại hội vạch mặt thôi. Mà Út cuối cùng là có à? Thôi vẫn phải theo quy trình thôi. Kể luôn. Bây giờ ưu tiên cho em đó. Hot girl. Anh nóng tính. Mà lúc anh nóng tính lên để nói rất nhiều câu không suy nghĩ. Nói em không có não à, không biết suy nghĩ à. Rồi nói em không có tư cách làm vợ. Rồi nói những cái lời rất là nặng nề. Nó đụng chạm em cảm thấy tổn thương rất là nhiều. Lúc yêu anh nóng tính vậy không? Dạ, lúc yêu anh cũng rất là nóng tính. Ồ vậy hả? Có nghĩa là em đã biết là anh nóng tính rồi. Dạ, em cũng biết. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi thì có những cái từ ngữ mà nó hơi tổn thương mình đúng không? Đúng rồi. Đó là cái vỡ mộng đầu tiên. Dạ. Còn cái gì nữa? Anh cọc cằn và anh không lãng mạn nữa. Trước kia anh yêu thì anh tự tay làm quà cho em, anh còn tặng cho em cái đồ bất ngờ. Nhưng mà đến bây giờ anh không bao giờ làm một điều gì lãng mạn cho em, không bao giờ dành cái gì bất ngờ cho em, không bao giờ chủ động để hâm nóng tình cảm. Hồi đó là tự làm nhưng bây giờ là không tự làm nhưng mà có đi mua để tặng không? Ví dụ em nói em cần gì anh mua cho em, còn không bao giờ. Còn không có đón ý. Hai cái vỡ mộng rồi, còn vỡ mộng gì nữa không? Cái ngày kỷ niệm ngày cưới ảnh cũng không có làm gì đặc biệt. Sinh nhật em thì ảnh chỉ theo quy trình là em muốn ăn cái gì mua gì rồi dẫn em đi. Nói chung em không cảm nhận được cái gì từ ảnh trong những ngày lễ hết. Dạ nhiều ạ. Rồi còn em thì là để cho em phân trần một chút xíu là thực ra em không phải là người sống thiếu tình cảm như vậy. Càng ngày em lại càng trở nên thực dụng hơn. Nó xuất phát từ cái quá khứ 2 năm ở Hà Nội, 5 tháng ở Hải Phòng. Chung là cái cuộc sống nó khó khăn quá nên em mới nhận thấy là tiền bạc nó lúc đó là nó cần thiết quá. Nó làm cho hai vợ chồng điêu đứng và trở nên xáo rỗng nếu như mà không có cái gì để lo cho cuộc sống. Lúc mà em lập nghiệp mới bắt đầu mà hai vợ chồng đến với nhau xong rồi tiếp tục cuộc hành trình kiếm tiền rồi lo cho gia đình ấy, thì nó giống như kiểu là em không muốn cái ngày đó nó lại quay về nữa. Ngày khó khăn đó lại quay về nữa là em phải gồng mình lên. Và nếu như em không làm, em không cố gắng, em không lo kiếm tiền ấy, thì thực sự là em cũng không lo được cho vợ con em, tức là hết. Em rất là thích là vợ em mặc cái gì đẹp hay là thích vợ em cười. Nhưng mà em không thể hiện được cái cảm xúc, cái tình cảm như xưa nữa thôi. Nhưng mà trong lòng em nó vẫn còn vẫn như, là vậy. Như vậy. Dạ. Có con hơi chưa? Cọc cằn. Dạ em có rồi. Em bé mấy tuổi? Dạ 8 tháng. Ồ 8 tháng rồi. Nãy giờ là chồng em tâm sự là tâm sự với em đó, để cho em hiểu đó. Rồi bây giờ ngược lại thì em có thất vọng về vợ mình không? Thực ra đến giờ này thì em vẫn tin tưởng là vợ em là một người phụ nữ và là đặc biệt nhất mà em từng gặp, vừa hài hước vừa xinh đẹp và tài giỏi nữa. Nhưng mà có một cái cũng chắc là tính tình rất là nóng. Vợ cũng nóng tính luôn. Nóng tính và rất là cầu toàn. Nhưng mà những lần cãi nhau là em làm cho vợ em buồn á, là bởi vì cãi nhau xong hai đứa cùng nóng tính thì vợ em không có cho em đi ra ngoài, chỉ có cứ kêu lại cho bằng được để nói cho hết ý. Và lúc đó em đang bực mình nữa, vợ em đang bực mình nữa, hai vợ chồng kiểu gì cũng sẽ làm tổn thương nhau. Dạ. Nhưng mà chị muốn hỏi nè, tại sao em lại nói vợ em không đủ tư cách để làm vợ? Bởi vì nóng tính quá nên là những lúc mà dùng từ ngữ nó không được chuẩn xác lắm. Cảm giác lúc đó của em là tập trung lo kiếm tiền mà quên mất bà xã em á. Thì còn bà xã em thì lại ngược lại là để mong muốn là chồng phải yêu chiều hơn một chút, phải tình cảm tức một là chút. Vì cái điều đó thôi mà em là nghĩ không, là vợ không, em không đủ tư cách làm vợ, tức là không thông cảm cho em vậy. Rồi còn em thì sao? Lúc em nghe câu đó thì cái cảm xúc em sao? Em tức điên lên luôn. Em không nghĩ là anh nói em nặng nề đến như vậy luôn. Em khóc rất là nhiều, em cảm thấy tổn thương, mà cảm thấy mình vô giá trị, em tự ti về bản thân mình luôn, cảm thấy mình quá tệ hại luôn. Em mất định hướng luôn. Dạ, giờ em biết phải làm sao để em được nói lại một câu là em đúng là vợ anh. Dạ đúng rồi, em đúng y luôn vậy. Bây giờ cái không khí trong gia đình là như thế nào rồi? Dạ, cả hai bên cùng cố gắng để dung hòa với nhau.
Dạ, nhưng mà đôi lúc vẫn cứ vậy, tại vì bản chất là dường như không thay đổi luôn. Tức là cái cảm giác em đã lấy lại được tự tin trong mắt chồng em là em đã đủ khả năng để làm một người vợ chưa? Cũng chưa có lấy lại sự tự tin, tại cái câu đó nó tổn thương em nhiều quá. Chị hỏi này, đã bao giờ vợ em nói một cái câu mà tương tự như là em nói với vợ để em bị tổn thương chưa? Dạ chưa, vợ em thì nói chuyện từ tốn, nóng nhưng mà nóng kiểm soát. Đến giờ thì vẫn chưa bao giờ nói chuyện. Chưa bao giờ em bị một cảm giác bị tổn thương như vậy đúng không? Như dạ. Tương tự như vợ em đúng không? Có nghĩa là câu chuyện của tụi em nó đang ở về một phía. Thì em đã hiểu được cái tâm sự của chồng em lúc nãy không? Dạ. Có nghĩa là từ trong sâu thẳm là chồng em vẫn bất di bất dịch với cái cảm xúc mà từ lúc yêu nhau vẫn lãng mạn, vẫn yêu thương vợ như vậy. Chỉ có điều là bây giờ anh ấy muốn tranh thủ thời gian để mà chăm lo cái cuộc sống cho mẹ con em được nhiều hơn nữa. Thì cái vấn đề mấu chốt của tụi em ở đây là như vậy, do là vợ quá thần tượng chồng và mong là cái hình ảnh đó, cái hình ảnh soái ca trong lòng á không thay đổi. Thế nhưng mà cái soái ca của mình trong cái thời buổi cơ chế thị trường trong cuộc sống nó quá khó khăn. Đúng vậy. Nó có đôi chút bị phai đi một chút. Đó, nhưng mà em vẫn muốn cái điều đó nó phải lặp lại. Chính vì vậy mà đôi lúc em cảm thấy em tức quá. Tức quá nó thành cái nóng giận, đúng không? Để muốn chồng hiểu là là như vậy. Còn chồng á, thì bây giờ vì cái cuộc sống nó khó khăn quá mà cái điều chồng muốn là ngoài cái lãng mạn về tình cảm ra thì về vật chất, về tiền bạc là chồng muốn cho mẹ con tụi em là phải đầy đủ như người ta. Chính vì vậy mà cái cơm áo gạo tiền nó thui chột đi cái cảm xúc lãng mạn mà anh ấy là vốn có. Cái điều này nó dễ xử lắm mà, đúng không? Thứ nhất là em phải cho chồng em bớt màu đi một chút xíu, chấp nhận cái điều đó. Cái thứ hai là những điều em muốn, em cứ nói với chồng. Em đừng để chồng đoán ý nữa, bởi vì nhiều thứ để lo nghĩ quá rồi, sợ nhiều khi quên, đoán ý không nổi. Ha, thì em chia sẻ đi. Chỉ khi nào mình tâm sự, mình nói mà ảnh quên đi, ảnh bỏ qua cái đó đi, thì lúc đó là mình buồn. Còn về phía chồng á, vẫn có thể làm được cái điều như trước kia, thì điều đó là quá tuyệt vời đối với gia đình em. Tại vì em biết vợ em tới bây giờ vẫn thần tượng em như ngày xưa, vẫn yêu em như vậy. Thì đó là một cái tình cảm mà đúng như em nói đó, là một người phụ nữ đặc biệt nhất mà em đã từng gặp. Hoàn hảo nhất mà em đã từng gặp. Thì em đừng nó để mất cái hoàn hảo đó. Tại vì nói chứ tức nước vỡ bờ một lúc nào đó mà vợ em mất đi cái đó là em thiệt. Ha? Đẹp quá ha. Cho nên anh, thanh mai trúc mã, riêng chồng đẹp, anh, vợ cũng đẹp luôn. Riêng anh thì anh chỉ có khuyên em một điều là mình giảm được cái từ ngữ đó, và thậm chí nếu được bỏ luôn, đó là một điều mà đáng quý vô cùng. Thôi nhân đây thì có lời gì nói với vợ không? Thực ra là những lúc nóng thì bản tính đàn ông thì khi mà đã nóng rồi là đôi khi câu chữ nó không còn kiểm soát được. Khi nghe anh Quốc Thuận nói với lại chị Hồng Văn nói thì em nghĩ là phải, em chịu đựng rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì cái tổn thương nó dễ sợ lắm em. Anh nghĩ là em nên hành động. Rồi. Và tôi nghĩ rằng là cái hành động này nó sẽ thay cho cái lời nói mà của anh chồng này muốn gửi gắm cho cô vợ, và mong rằng những cái từ ngữ nó sẽ không bao giờ xảy ra trong cái gia đình tuyệt vời như thế này nữa nhá. Cứ nói đi em, mình cứ cho nó trào ra không vấn đề. Thứ nhất là về chuyện tình cảm vợ chồng em thì em đang cố gắng từng ngày. Chắc chắn là trong tương lai sẽ khác bây giờ thôi. Thông qua chương trình này thì em cũng muốn gửi đến tất cả những người bạn của em trong suốt thời gian qua đã tin tưởng, ủng hộ và động viên em. Vợ chồng em rất là quý trọng những điều đó và chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Chắc chắn các người bạn của em khi theo dõi chương trình họ cũng đã nghe được cái tâm sự của vợ chồng em. Và chương trình cũng gọi là rất cảm ơn vợ chồng em, cũng như là chúc vợ chồng em cứ như thế này mãi đến lúc mà răng long đầu bạc. Coi thuộc cái bài của Tuấn Hưng ha, nắm tay anh thật chặt. Và nhớ nha, cứ mỗi lần mà có xung đột xảy ra, hãy nhớ cái khoảnh khắc mà các bạn ôm chầm lấy nhau. Và những cái giọt nước mắt hạnh phúc của bạn đang rơi trên má của bạn thì chắc chắn không có gì nó sẽ làm tổn thương đến cho cái hạnh phúc của gia đình bạn. Rồi, một tràng tay chúc phúc.